giờ nếu mà con có biết được xem được cái video này thì con có thể điện điện thoại nhờ bên đội của chú Nguyễn Thanh Hải đó giúp đỡ đi tìm kiếm đưa con về, chứ bây giờ con muốn về mà con không không điện không cho hay biết cái thông tin là cái địa chỉ chính xác cụ thể thì đâu có đi tìm được con. Và con đang chia sẻ dùng cho câu dạ tôi hiệp sĩ Nguyễn Hải ạ. Nguyễn Hải Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các bậc phụ huynh, các anh các chị ở tất cả các tỉnh thành về đây để báo tin để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương để giúp tìm kiếm thông tin những người con trai, những người con gái của mình. Ở trong thời gian vừa qua và rất nhiều các bé trai bé gái người ta xin việc làm trên mạng trên internet đã bị dụ dỗ rất nhiều. Đây là tiếp tục một cái câu chuyện một người cha ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương để đăng tải thông tin để tìm một người con gái của mình. Câu chuyện như nào thì mời cô chú anh chị và bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin anh có thể anh giới thiệu cái câu chuyện là con của anh đi lâu chưa mà anh họ tên là gì, hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Tôi tên Ngô Trường Giang, con của tôi là Ngô Thị Ái Lý. Mà nó xin nó nói là ba cho con đi lên Bình Dương đi làm, đi giúp việc nhà để kiếm tiền ăn Tết. Rồi nó đi, trước khi nó đi thì nó không đi lên tới Bình Dương mà nó tới bến xe miền Tây, nó điện về là nó đi, nó cầm cái điện thoại của bác đi đó, rồi nó điện về nó nói là con không lên Bình Dương đâu, con làm ở quán cơm ở bến xe miền Tây. Rồi tới chừng mà nó đi đó là lúc được gần một tháng thì nó điện về, mà tới gần một tháng là còn khoảng cỡ 5-6 ngày nữa là tới tháng. Nó nói là nó điện về, nó nói là để con lãnh lương rồi con gửi tiền về để ba mua quần áo cho con của con. Rồi tới mà gần một tháng là tới đúng một tháng là nó bạc tâm luôn, là mất tích luôn, là không điện không gì hết. Rồi tới đợt cỡ khoảng cỡ chừng là thêm 2 tháng sau nó điện về, nó mượn điện thoại của người ta, là nó điện về nó nói là bây giờ nó không điện trực tiếp cho tôi mà nó điện cho nhỏ em, nó cũng làm ở trên Bình Dương nè. Rồi nó nói là bây giờ Ngân ơi mày cứu chị với. Rồi nhỏ em nó hỏi rồi chị đứng ở đâu mà cứu chị, tôi biết chị ở đâu mà cứu chị, chị nói địa chỉ đi. Rồi nó nói là nó trả lời trong điện thoại, nó nói là không biết, chị không biết ở đâu, nó chỗ này nó heo hút dữ lắm, chị không biết đâu mà bây giờ người ta không cho chị ra. Rồi nó cho số điện thoại là của cái người mà nó mượn điện thoại đó, rồi tôi nó cho điện thoại, số điện thoại đó để mà tôi điện đi. Điện đi nói chuyện được có một lần thứ hai là nói chuyện không bắt máy. Mà điện thoại là cái chủ điện thoại nói là tôi không biết cái bà Lý bà nào hết trơn á, tôi đi uống cà phê mà tôi không biết ai đâu. Rồi cái người đó trả lời, cái tôi mới trả lời, tôi nói là ủa sao mà con của tôi mượn điện thoại của cô điện về, nó nói là nó ở Trảng Bàng Tây Ninh mà tại sao bây giờ cô nói là cô không biết. Nó nói bây giờ cái cô chủ điện thoại nói bây giờ tôi đi lên Sài Gòn tôi làm việc, tôi đi làm ở trên Sài Gòn là xa lắm, tôi không biết cái bà Lý bà nào đâu, bị gì tôi đi uống cà phê. Rồi đã đợi cái tôi mới nói là ủa sao mà con của tôi là nói là ở bình ở là Tây Ninh mà sao giờ cô nói vậy. Nói tôi uống cà phê là bữa đó ở quán cà phê ở Trà Vinh chứ không phải là ở Tây Ninh đâu, tôi không biết Tây Ninh nào hết trơn á. Dạ rồi xin anh, em có thể ngắt lời anh xíu, anh cho em cho em cũng như cho cô chú anh chị trên cộng mạng biết được anh hiện nay đang sinh sống tại đâu. Tôi sinh sống ở tại tỉnh An Giang. Từ An Giang anh về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ thành Dạ. Đăng cái thông tin lên là tìm người con gái. Dạ. Dạ con gái anh hiện nay này bao nhiêu tuổi, là sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy anh? Nó sinh ngày 28 tháng 8 năm 1991. Ồ, 91 năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Vậy là con gái anh bỏ đi mà bị cái thông tin mà mình dụ đúng không? Dạ. Trước đây là con gái anh đi, nó là đi làm ở đâu? Nó điện về là nó nói nó đi làm ở Bình Dương nhưng mà Bình nó không Dương. Đi tới Bình Dương mà nó tới bến xe miền Tây. Rồi vậy là cái cuộc bị đổi hướng đúng không ạ? Dạ. Có là bị chuyển hướng, lẽ ra đi làm Bình Dương nhưng mà tại sao, lý do tại sao thì mình chưa có tìm hiểu chứ. Dạ đúng rồi. Nhưng bây giờ thì đang ở một ở miền Tây. Dạ. Dạ con gái mất tích là xuất phát từ địa điểm là bắt đầu ở đâu anh? Nó không có nói rõ thông tin cụ thể nhưng mà nó nói là nó ở, nó điện về con nhỏ em nó nói là nó ở Tây Ninh, nó ở Trảng Bàng Tây Ninh, nó nói vậy đó. Nhưng mà con gái anh trước khi đi là đi từ đâu ra? Từ ở An Giang. Từ quê nhà. Dạ An đúng Giang. Rồi con. Dạ. Anh đi với ai? Nó đi một mình đó. Đi bằng phương tiện gì anh biết không? Đi xe đò đó. Đi xe đò. Dạ. Trước khi đi là con gái anh chia sẻ là về Bình Dương để làm việc. Dạ nó cũng có xin ở nhà đúng rồi. Dạ gia đình anh có đồng ý không? Đồng ý, nhưng mà tới chừng nó đi rồi nó điện về, nó nói là nó không có đi, con chó chị dâu ở trên Bình Dương điện về nó là không thấy Lý lên đây. Rồi tôi mới điện cho con tôi thì con tôi nó nói là nó ở bến xe miền Tây, nó bán quán cơm là một tháng 6 triệu. Dạ con anh đến giờ phút này đã có chồng chưa? Nó có chồng có đứa con rồi mà nó thôi. Ồ, chồng rồi. Có chồng có con. Dạ. Đâu chưa anh? Có chồng lâu rồi, con nó năm nay được 11 tuổi rồi. Hiện nay này con này thì ở với ai? Ở với ông ngoại bà ngoại. Là ở với anh? Dạ. Hiện nay là đang gia đình anh chăm đúng sóc rồi, đúng rồi. Cháu ngoại của mình. Dạ. Trai gái anh?
Gái. Gái ha. Dạ. Bé có biết là mẹ bé đi đâu không? Nó khờ lắm, nó cũng biết mẹ nó đi, mà bữa hôm mẹ nó đi thì mẹ nó lấy quần áo đi thì nó khóc, nó kéo mẹ nó nói mẹ đừng có đi bỏ con. Nó là mẹ đừng có bỏ con. Dạ. Nhưng mà không ai ngờ được là mẹ đi chuyến này để đi kiếm tiền về ăn Tết. Dạ. Mà đến giờ phút này là ông ngoại, là ba ruột của bé đi cầu cứu đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương. Đây là câu chuyện thực sự là rất đau lòng ha. Rồi, hiện nay thì gia đình anh đã tìm kiếm con anh ở đâu rồi? Đâu có biết thông tin đâu mà đi tìm kiếm, thì chỉ có biết nhờ đội của chú Hải này thôi. Mình đã trình báo cơ quan công an là con mất tích chưa anh? Có trình báo với công an ở địa phương rồi chứ. Có trình báo rồi. Dạ. Con anh đi đến giờ phút này là bao nhiêu tháng rồi anh? Hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng rồi. Dạ. Con anh hoàn toàn từ ngày đi đến giờ phút này có liên hệ về nhà được mấy lần rồi? Nó liên hệ đâu được 4-5 lần thôi, là trong cái tháng đầu tiên á, là nó bán quán cơm đó, là tới là khoảng còn cỡ 6 ngày nữa là tới tháng đó, là nó mất tin tức luôn, nó không điện được luôn đó. Hoàn toàn đến giờ phút này là mất đi nào? Đúng rồi. Là tháng từ tháng đầu tiên. Dạ. Đúng không ạ? Là cuối tháng đầu tiên đó là nó mất thông tin luôn, nó tới bây giờ luôn. Anh đang nghi ngờ chuyện gì đến với con anh? Thì chỉ nghi ngờ là sợ người ta dụ dỗ nó đi bên Campuchia thôi. Đi Campuchia cũng chỉ là một phần, sang biên giới là một phần. Nhưng mà không loại trừ nhiều khả năng con anh đã bị dính vào những đường dây, những tổ chức trên xem trên mạng, trên internet hiện nay dụ dỗ các bé gái, một là bỏ chồng, hai là chưa chồng, ba là lứa tuổi thành niên bị dụ dỗ bị bỏ đi như thế này rất nhiều. Rất nhiều các bé hiện nay đã sập bẫy vào các đường dây buôn bán người, vào các quán karaoke, massage, trá hình nhiều. Cái gọi là nhiều cái khác có thể là trá hình để kiếm tiền. Chắc là em nói đến đó thì chắc anh cũng đã hiểu rồi, đúng không? Bởi vì hiện nay trên mạng rất phổ biến, rất nhiều trên báo chí đăng tải rất nhiều của các bé ở tất cả các tỉnh rất xa, đặc biệt là các tỉnh đa số miền Tây nó bị sập bẫy nhiều đó, vì có thể là nhiều người là tham cuộc sống khó khăn, nghĩ rằng là đi ra ngoài kiếm tiền một tháng được vài chục triệu, 5-70 triệu dễ. Chính vì lý do như vậy là con gái nó quyết tâm là bỏ trốn nhà đi mà xin gia đình, là thậm chí là con anh đánh lừa gia đình là đi làm ở Bình Dương. Nhưng mà tại sao đang đi làm để chuyển hướng? Đó là cái mục đích của con anh đã chuyển hướng ngay ban đầu. Nhưng chẳng qua là nếu như nói con anh đi miền Tây mà đi làm ở đâu đó thì chắc chắn gia đình sẽ không tin. Và gia đình có thể là sẽ không đồng ý, đúng không? Chính vì lý do như vậy là con anh sẽ đủ chuyển hướng cuộc gọi mà chuyển hướng với lời cầu cứu ở đó là chuyển ra miền Tây. Thì anh nghĩ có đúng không? Con gái anh trước ở nhà có chơi bời gì không? Không đâu chú. Con anh ở nhà trước thời điểm mất tích nhà làm công việc là nó đi làm hồ, đi phụ hồ ở bên Phú Quốc. Lương nó tốt không anh? Nó đi làm ở bên đó là một ngày nó được đi phụ hồ đó là một ngày 300 ngàn. Một ngày 300 ngàn là 2 năm Covid rồi, là nó đâu có về, đó là 3-4 năm trời là nó không về ăn Tết luôn. Trước cái thời điểm Covid nó cũng không về ăn Tết, rồi tới năm rồi đó là đồn tà đó, là lễ đồn tà đó là tháng 8 nó có về. Vậy là con anh mấy năm qua không về anh quên? Dạ đúng rồi, nó ở bên Phú Quốc nó cũng có một người chồng thứ hai. Người chồng trước là nó thôi rồi, rồi lấy người chồng thứ hai rồi, nó cũng thôi thằng chồng thứ hai rồi, nó về, nó nghỉ đi rồi. Người chồng thứ hai có đăng ký kết hôn không anh? Không chú. Sống với nhau thôi đúng dạ, không? Dạ sống với nhau thôi, được 9 năm, 8-9 năm gì đó. 8-9 năm luôn? Dạ. Vậy là bỏ chồng... Là bị gì cái thằng đó cũng đánh đập nó thường xuyên, uống rượu rồi đánh đập nó thường xuyên đó. Rồi mình cũng từ ngày nó mất tích thì cũng nghi ngờ là nó đi với thằng chồng cũ, thằng chồng thứ hai này của nó lại. Nhưng mà tới hôm đó là điện không được, rồi tới con của tôi là điện, con nhỏ em của nó điện đi là thằng đó bắt máy, thằng đó nói là chị của cưng là thôi anh tới nay là anh không còn ở nữa, là anh cũng vẫn còn xài cái số điện thoại này bình thường. Đó rồi là thôi thì nó là không có sống ở đây đâu, anh không có ở Sài Gòn mà anh ở ngoài Hà Nội á. Vậy thôi, rồi thành ra tôi cũng không biết bây giờ đi tìm ở đâu. Đây là con gái hai đời chồng rồi. Dạ đúng rồi. Còn cái bây giờ thì chưa biết là bé đấy đi. Con gái đang đi đâu? Dạ, nhưng chưa biết đi đâu. Đúng rồi. Bởi vì có thể là xin việc làm là nhờ xin trên mạng, trên internet. Dạ. Nó nói là làm Bình Dương nhưng mà thực sự đến giờ phút này báo là ở miền Tây nhưng mà thực sự chưa biết ở đâu cả. Dạ đúng rồi. Chính vì lý do như vậy hôm nay anh về đây để nhờ đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương đăng tải lan tỏa nhiều hơn nữa cái video này. Dạ. Hy vọng là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng là biết thông tin là con gái của anh họ tên là gì? Ngô Thị Ái Lý. Ngô Thị Ái Lý. Dạ. Sinh ngày tháng? Ngày 28/8/91. Dạ. Nếu ai biết được thông tin là Ngô Thị Ái Lý thì có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Thành Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Có thể là các tỉnh miền Tây, đặc biệt là có thể là khu Bình Dương nhiều khả năng hơn, vì đôi khi là đánh lạc hướng, nhưng mà đây là những sự phán đoán
có thể là chưa biết có chính xác hay không. Hy vọng là các cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng hãy lan tỏa chia sẻ nhiều hơn nữa để cho tất cả các gia đình, người thân có thể sớm tìm được con. Năm hết Tết đến rồi. Thật sự là năm hết Tết đến mà con nhà anh, báo tin là đi nhiều năm nay mà không có về nhà ăn Tết, đúng không? Đây là một, thực sự là một câu chuyện rất đáng buồn. Nó không về ăn Tết nhưng mà nó cũng vẫn điện về nhà thường xuyên đó. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ ở đây để hy vọng là con gái anh đang xem trực tiếp những video của đội hiệp sĩ Cái Thành Dương, để con gái anh biết tin, báo tin gia đình hoặc có thể nhắn tin cho đội hiệp sĩ Cái Thành Dương mà anh. Thì nói chung ở trên hôm nay là ngày ghi hình thì tôi cũng cầu mong ở trên cộng đồng mạng, nếu mà biết thông tin của con tôi ở đâu thì cũng điện về số máy của tôi dùm được, dùm là số máy là không. Rồi với cái là cũng như bây giờ điện về báo cho đội hiệp sĩ là đi tìm giúp. Cái thứ nhất tôi cũng mong muốn là con tôi nó được về ăn Tết sum họp gia đình. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái người mà cho nó mượn số điện thoại đó là cô đó là tên là Lê Thị Lợi đó, là dùm ơn nếu mà biết con tôi ở đâu chỉ dùm, chứ hôm đó là nó mượn điện thoại của cô Lê Thị Lợi đó, điện về nhà nó cho số điện thoại đó rồi điện lên, rồi bây giờ cháu tôi nó search trên mạng đó là nó coi đó là trong cái Zalo đó là cô đó là tên Lê Thị Lợi đó, mà điện được một lần, lần thứ hai điện không được nữa. Anh có điều nào anh chia sẻ thẳng thắn trên video đội hiệp sĩ Thành Dương để hy vọng là con gái anh đang xem được cái tình thương, loại một sự lo âu của toàn thể gia đình đang tìm kiếm cầu cứu như thế này, để con gái liên hệ cho đội hiệp sĩ Cái Thành Dương mà anh. Nếu mà con ơi Lý ơi, nếu mà con có xem được cái video này thì con muốn về gia đình thì cha mẹ cũng cầu mong con về gia đình Tết đến cho sum họp với con cái này cái nọ, con của con nó đừng chờ đợi ở nhà đó, rồi bây giờ nó khóc lóc hàng ngày đó. Giờ nếu mà con có biết được, xem được cái video này thì con có thể điện thoại nhờ bên đội của chú Nguyễn Thanh Hải đó giúp đỡ đi tìm kiếm đưa con về, chứ bây giờ con muốn về mà con không điện, không cho hay biết cái thông tin là cái địa chỉ chính xác cụ thể thì đâu có đi tìm được con đó. Cho nên là trên hôm nay quay hình đây thì ba cũng mong muốn là con phải về nhà. Anh còn nhiều nào muốn chia sẻ? Anh vậy là anh đi từ An Giang về đây lúc mấy giờ? Lên đây đi ngày hôm qua 12 giờ trưa dạ. 12 giờ trưa dạ. Lên tới đây đi lạc đường ở trên, cũng không biết đường nữa, thằng cháu nó chạy xe của nó đó nó chở đi đó. Rồi đưa lên tới đây thì đi lên nhà nhỏ cháu dâu đó ở Bình Dương nè, rồi đi lạc đường lòng vòng tới 10 giờ đêm mới tới nhà nó. Vậy là 10 giờ đêm anh ngủ nhờ nhà. Dạ ngủ nhờ nhà nhỏ cháu đó dạ. Rồi sáng kêu nó chở qua đây giùm. Anh có hy vọng hôm nay cái chuyến đi từ An Giang về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Thành Dương để tìm kiếm con anh thành công không? Tôi rất hy vọng và tôi tin tưởng đội hiệp sĩ của anh Lê Nguyễn Thanh Hải đó. Thì anh em đặc biệt anh em trong đội hiệp sĩ Thành Dương đã từ trước là tìm rất nhiều các ca, Dạ. Cũng hy vọng là trong một trong những video này, đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả các bé trai, các thanh thiếu niên, các bé gái bỏ nhà đi hoặc xin việc làm trên mạng, trên internet mà cũng có thể nhiều lý do khác nhau, lừa hoặc đánh lạc hướng gia đình và không báo thông tin thật cho gia đình. Thì phải nói là cũng có thật sự là rất đáng trách, vì hiện nay gia đình không biết phương hướng để tìm. Chính vì lý do như vậy là đội hiệp sĩ Cái Thành Dương cũng rất hoang mang, vì hiện nay rất nhiều bé sập bẫy qua bên kia biên giới sang rất nhiều đất nước khác, quốc gia khác kế Việt Nam mình, nhân để đi tìm đưa được về. Thực sự là một cái thử thách rất lớn mà cũng là rất khó khăn. Dạ. Cuối video rồi em cũng có xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Cái Thành Dương xin gọi là chào và chúc sức khỏe anh năm mới nha. Chúc anh cùng gia đình luôn hạnh phúc. Hy vọng là một vài ngày tới thì đội hiệp sĩ Cái Thành Dương đăng tải video lên sẽ nhận được rất nhiều các ý kiến, các thông tin chi tiết về người con gái của anh để báo tin cho anh sớm sum họp cùng gia đình anh nhé. Dạ. Tôi cũng cuối cùng tôi cũng cảm ơn là đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải. Tôi cũng cầu chúc cho đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải là một năm mới cũng an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn.